Tình giáo sứ Lái Thiêu, phong trào Cursillo Giáo Phận Phú Cường mở khóa 3 ngày. Khóa 3 ngày cho Nam từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 năm 2018 do cha Anton Hà Văn Minh, linh hướng phong trào Cursillo Việt Nam, linh hướng phong trào Cursillo Giáo Phận Phú Cường, cha linh hướng Vero Nguyễn Thanh Diệm, cha Tito Trần Nguyên Lãm và khóa 3 ngày cho nữ từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018 do cha linh hướng Vinh Sơn Phạm Thế Hòa, cha Tadeo Lý Nguyễn Anh Thi tại giáo sứ Lái Thiêu. Được các anh chị em tiền cu gọi mời và được Thầy Chí Thánh giê -xu chọn vào khóa 3 ngày với Ba Lan -ca. từ các anh chị em Cusilista giáo phận Phú Cường, cùng các giáo phận bạn dành cho các khóa cu được mở ra với phương châm tìm bạn, kết bạn, đưa bạn về với Chúa đã giúp các thành viên sống trọn vẹn ơn gọi, thúc đẩy hình thành các nhóm nồng cốt, làm dậy men môi trường sống của mình, đồng thời trang bị giáo lý, kỹ năng sống đời kỳ tô hữu trưởng thành và công tác tông đồ hữu hiệu. Sau cùng, các tham dự viên được khơi dậy tinh thần hăng hái lên đường phục vụ tin mừng. Khóa 3 ngày cho nam khóa 11 và khóa 3 ngày cho nữ khóa 12 đã kết thúc tốt đẹp. Ban phục vụ phụ phong trào Cư Lô Giáo Phận Phú Cường xin chân thành cảm ơn quý cha Linh Hướng, quý anh chị tiền nhiệm, quý ân nhân, thân nhân với bó hoa thiên từ khắp nơi gửi về, cùng khóa học làm nên kiền ba chân, sùng đạo, học đạo và hành đạo trong bộ ký thánh thiên của khóa ba ngày.